áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Today, Miss Hoa again. I'm very happy to see you in this video. Chào em, đây là cô Hoa đây. Rất vui được gặp trong video ngày hôm nay. And today we start our lesson with vocabulary of Unit 8 celebration. Và chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngày hôm nay bằng với từ vựng của Unit 8. Okay. So now let's get started. Celebration có nghĩa là lễ kỷ niệm. Okay. Let's see. Wow. Now read to me, please. Agrarian. Agrarian có nghĩa là thuộc nghề nông. Nó là tính từ các bạn nhé. Okay. Yeah. Apricot blossom. Apricot. Apricot blossom có nghĩa là gì ạ? Hoa mai, đúng không ạ? Thế còn hoa đào là gì ạ? Vâng, đương nhiên là gì? Peach blossom. Vâng, sẽ thêm cái từ của đào vào ấy ạ. Vâng. Peach là quả đào đúng không? So we say peach blossom. Vâng, hoa đào. Yeah. Cauliflower. Cauliflower. Súp lơ, bông cải. Okay. Crop. Crop, mùa vụ. Okay. Depend. Depend, vâng. Depend on với là tùy vào, phụ thuộc vào, đúng không ạ? Vâng. Và tính từ của nó sẽ là dependent. Vâng. Vậy thì chúng mình nhớ cho Khoa nhé. Dependent là tính từ, là phụ thuộc, đúng không ạ? Vâng, vậy chúng ta vẫn dùng giới từ on cho cô Khoa. Được chưa ạ? Nhá. Ok. Thế ngược lại của nó, độc lập. Đây là phụ thuộc đúng không? Thì ngược lại độc lập đúng không ạ? Vâng. Độc lập we say independent. Vâng. Tính từ chúng ta dịch là độc lập. Ok. Rồi, tiếp theo nha. Do a clean up. Do a clean up nghĩa là dọn dẹp sạch sẽ. Ok. Yeah. Evil spirit. Evil spirit. Quỷ ma. Wow. Wow. Tại vì chắc là nói về Tết nhất thì mà đúng không ạ? Vâng. Ok. Fatty pork. Fatty pork. Mỡ. Mỡ lợn đấy ạ. Đúng không ạ? Ok. Fatty. Fatty pork. Ok. Tiếp theo nha. French fries. French fries. We say khoai tây chiên. Ok, yeah. Thần thánh we say good spirit. Các em biết không ạ, cái từ spirit có nghĩa là gì ạ? Spirit có nghĩa là linh hồn đấy ạ, đúng không? Nhưng trong trường này, trong bài này chúng ta học về lễ kỷ niệm tổ chức thì thường hay nói về các lễ hội ạ. Và ví dụ có những lễ hội là người ta đuổi tà ma đi các thứ, cho nên ở đây các em thấy là có cả những cái từ như kiểu là quỷ ma nó kêu thứ, đúng không ạ? Đấy, nha. Yeah. Ok, we say good spirit. Ok, so now listen and repeat after me all of these words again, one more time please. Now, agrarian, apricot blossom, cauliflower, cauliflower, crop, depend on, okay, depend on, okay, dependent, independent, peach blossom, okay, now, do a clean up, evil spirit, fatty pork, french fries, good spirit, okay. Nào, tiếp tục các bạn nhé. Nào, kumquat tree. Nghe giống kiểu tiếng Việt không ạ? Cây quất đấy ạ. Nào, we say kumquat tree. Longevity. Longevity. Ok, có nghĩa là trường thọ. Lucky money. Lucky money. Tiền lì xì. Ok. Lunar calendar. Lunar calendar có nghĩa là âm lịch. Ví dụ mùa này là Tết âm lịch. We say lunar calendar Tết. Người ta là người ta hiểu là Tết âm lịch đấy ạ. Ok. Mid Autumn Festival, lễ Tết Trung Thu, National Independence Day, ngày Quốc Khánh, again Independence Day, National Independence Day, lật đổ we say overthrow, vâng, cái chữ thờ này đọc kèm đỡ qua nhé, again throw, right, pagoda, ngôi chùa, parade, diễu hành. Bài này rất là nhiều từ, có thể nói là rất hay gặp chúng mình ạ. Okay, so one more time and after Misa, read out to Misa please. Okay, kumquat tree, longevity, lucky money, lunar calendar, mid autumn festival, national independence day, overthrow, pagoda, parade, right? Rồi, tiếp theo nha. Nha. Peach blossom, cây hoa đào. Ví dụ muốn nói là cây hoa đào chúng ta sẽ nói là peach blossom tree, is that right? Yeah. Pine tree, cây thông. Okay. Positive, tích cực. Pray, cầu nguyện. Preparation. Các em chú ý qua nhé. Ví dụ động từ chẳng hạn,
Vâng. Động từ. Động từ nghĩa là chuẩn bị đúng không ạ? Đọc cho cô nhá. Prepare. Prepare. Vâng. Nhưng danh từ chúng ta lại là đọc lại là gì ạ? Prepare. Được chưa? Now again. Preparation. Preparation. Nhá. Tiếp theo nhá. Roast turkey. Roast turkey. Gà lôi ạ. Vâng. Shrine. Shrine. N. You say shrine. Đền thờ. Ok. Solar calendar. Calendar hoặc là calendar được. Nhưng mình đọc là calendar thì cảm giác nhẹ nhàng hơn đúng không mình? Ok, we say ở đây gọi là dương lịch. Ok, âm lịch là lunar calendar đúng không? Solar là âm lịch. À, dương lịch. Ok, tiếp theo ạ. Món xôi, ok. À, món xôi nếp ạ. We say sticky rice. Sticky rice. Ok, gạo nếp cũng được nha. Yeah, tìm cái cảnh gì? À, gạo mà nấu ra thành xôi mà đúng không? Rồi, ok. Lễ tạ ơn we say Thanksgiving. Thanksgiving. À, né tránh chúng ta có động từ đó là word of. Word đó là o nhá, o dài này. Or word of đúng không ạ? Né tránh. Oh, rất nhiều từ vựng nào. Again, one more time please. Peach blossom, pine tree, positive, pray, preparation, roast turkey, shrine, solar calendar, sticky rice, Thanksgiving, word of. Ok. Rồi. Vậy là trong video ngày hôm nay chúng ta lại được bao nhiêu? 30 new words and new phrases. Ok, so be hardworking and please don't forget to write the new words down on the notebook so you can remember the words easily. Ok. Nhiệm vụ chúng mình là gì ạ? Nhớ học và phải viết vậy nhá. Không biết chúng mình sẽ rất hay quên. Nhà nhớ khi viết chúng mình sẽ đã cảm thấy nhớ dễ hơn. Nhớ từ vựng đó dễ hơn rồi. Ok, so have a good day. See you. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.